COVID-19. Và ở những ngày khai màn thì các trận đấu của 47 đội ghe Nam đã diễn ra hai vòng, thật sự đã khiến cho khúc sông Maspero dậy sóng, và đó là được tạo ra bởi các vận động viên Nam. Và còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với các trận đấu không kém phần hấp dẫn ở nội dung của nữ. Giải đấu năm nay quy tụ 12 đội ghe nữ được chia làm 3 bảng đấu. Ở bảng A gồm có Ô Thi Thơ Lâm của Kế Sách, Hô Chung của Ngã Năm, Đầu Xấu của Bạc Liêu và Red White của Kiên Giang. Trong khi đó, bảng B gồm có Dumbo của Trần Đề, Combo Trúp của Châu Thành, Xà Phiên Hậu Giang và Costume Bạc Liêu. Tại bảng C gồm có Ngang Dừa Bạc Liêu, Phú Tức của Mỹ Tú, Điềm Buồn của Bạc Liêu và nhà vô địch Tôm Nứt của Châu Thành. Ở lượt trận đầu tiên thì chúng ta sẽ được chứng kiến trận đấu ở bảng A. Ô Thi Thơ Lâm Kế Sách sẽ bơi bên đường bơi số 2 trong trang phục màu đỏ. Trong khi đó thì Red White của Kiên Giang sẽ bơi bên đường bơi khán đài, đó là đường bơi bên trái màn hình của chúng ta, chiếc ghe số 12 trong trang phục áo cam. Hiện tại thì chiếc Red White của Kiên Giang đang tạm thời dẫn trước Ô Thi Thơ Lâm của Kế Sách. Một khoảng cách an toàn để giúp cho đại diện đến từ Kiên Giang giành được chiến thắng tại nội dung của nữ ở ngày khai màn. ទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីដូច្នេះលើកប្រកួតក្នុងក្រុមសារទងួរនារីក៏បានចាប់ផ្ដើមលើកប្រកួតដំបូងគឺរវាងទងួរវត្តពោធិ៍ថ្លឹងនៅស្រុកកេសិតជួបជាមួយនឹងទងួរវត្តព្រៃស្វាយតំណាងឲ្យខេត្តគៀងយ៉ាងលទ្ធផលដូចជាយើងបានទស្សនាកន្លងហើយគឺថាទងួរនារីតំណាងឲ្យខេត្តគៀងយ៉ាងគឺទងួរវត្តព្រៃស្វាយបានយកឈ្នះលើទងួរវត្តពោធិ៍ថ្លឹងមកអំពីស្រុកកេសិត.